Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh chia sẻ để đón xem những video tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề tiếp theo. Ai thuộc gia đình của Đức Giêsu? Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chú thích bài đọc: Mẹ và anh em của người. Nếu Chúa Giêsu có những anh em ruột, nghĩa là những người mà Đức Maria đã sinh ra, thì tin mừng đã ghi mẹ người và các con của mẹ người, vì đó là cách nói của người Do Thái. Điểm này được triển khai ở Marco chương 3 câu 31.